Lại là một miền đất khác đúng không ạ?
Các bạn học sinh ở đồng bằng thì đi học khá là đơn giản thôi, nhưng trên miền núi thì lại khó khăn hơn, nhưng lại có những cái kỷ niệm và những cái nét đẹp khác nhau. Tụi con ngày hôm nay đâu, giơ cái dù lên coi. Dạ. Trời ơi, xinh quá trời xinh luôn vậy á. Không biết là chú Hoàng Nhật Nam cảm thấy như nào ạ? Xin mời chú. Tiết mục này làm cho chú muốn một lần được lên những miền Tây Bắc xa xôi, có những cái ruộng bậc thang hoặc là những cái vùng hoa tam giác mạch rất là đẹp. Hai cô bé, cậu bé Văn Minh và Ngọc Giàu bình thường rất là tăng động và rất là quậy, nhưng mà đưa vào những bài hát nào mà nền nã và nhẹ nhàng du dương là chú lại thấy là tụi con vẫn giống như đang ém cái nguồn năng lượng đó. Và hôm nay cũng làm, cũng diễn rất là nhẹ nhàng để phù hợp với cái nội dung bài hát. Và rất là dễ thương là cô Ngọc Giàu á, là được ban tổ chức sắp xếp cho bộ đồ này, là cô nói ngay với chú Hoàng Nhật Nam là chú ơi, ở nhà con có một cái dù màu cam, ngày mai cho con đem theo để con diễn luôn nha, vì cái dù đó rất là đẹp. Đó là hôm nay là cái dù đó là của bé đó, và rất là hợp phải không quý vị? Dạ, rất hợp luôn. Và với Văn Minh á, thì Văn Minh có một cái điều bất lợi là cũng đang độ tuổi vỡ giọng. Nhưng mà chú nghĩ rằng với những sự thể hiện của con, và đặc biệt là tiết mục ngày hôm nay, thì cái sự vỡ giọng đó nó tạo nên trong giọng hát của con á, cái nét nam tính. Nhưng mà đâu đó vẫn còn cái sự hồn nhiên và rất là dễ thương của tuổi thơ. Cho nên là hai cái pha lại thì tạo nên cho con một cái nét nam tính rất là đáng yêu. Chú rất là thích những cái phần tụi con diễn, bản lĩnh về sân khấu, về diễn xuất, về ngôn ngữ, gương mặt hoặc là tay chân, hoặc là di chuyển cùng với nhau, cùng với vũ đoàn, chú thấy rất là điêu luyện. Chú nghĩ đó là một trong những cái lợi thế của hai con. Còn về phần giọng hát như thế nào thì chắc là sẽ để cô Văn Trang, cô Đoan Trang sẽ góp ý nha. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đây một tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Trời đất ơi. Lần nào cũng vậy anh, lần nào cũng vậy luôn á, tới cái đoạn mà giám khảo nói xong cái dạ con cảm ơn đồng thanh gì đó. Dạ mời cô Đoan Trang tiếp nối luôn ạ. Hôm nay thì phần hát của hai con thì theo cô đánh giá một cách rất là thật lòng, đó là cái lần này cái phần hát không bằng những cái lần trước. Nhưng mà cái cô bất ngờ và cô vẫn luôn tin tưởng cái cặp đôi Văn Minh Ngọc Giàu vô cùng, đó là cái sự nhạy bén của các con, cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không bao giờ ngần ngại cái việc mà học những cái điều mới. Cái đó mới là cái quan trọng, cái đó là cái mà các cô chú muốn được nhìn thấy các con. Nếu như mình chinh phục được tất cả những cái điều đó thì là xuất sắc rồi. Nhưng nếu như tuần này mình tốt, tuần sau một cái bài học mới mà mình chưa trọn vẹn, mình phải đi thi để qua cuộc thi mình trui rèn mình hơn. Đó cho nên cô chỉ nói với cái khía cạnh là cô chia sẻ các con như vậy, chứ các con không có việc gì mà phải lăng tăng hả? Rồi, trang phục hôm nay quá đẹp tụi con. Cái tạo hình của tụi con rất rất là đẹp luôn. Cái dù màu cam á mà chú Hoàng Nhật Nam vừa kể ra, để thấy là Ngọc Giàu là một em bé rất là thông minh. Con rất là biết cách làm sao để cho con được nổi bật. Đó, một cái dù thôi nhưng mà con cảm nhận được nó phù hợp với bộ đồ. Con có quyền con nói lên cái ý kiến của mình. Con xin chú, xin cô để cho con xài cái đó. Bởi vì con biết là cái đó nó phù hợp. Cái đó là một cái điều, một cái tư chất của một ngôi sao đó con. Rồi, Văn Minh, mặc dù con có một cái vấn đề là bể giọng gì đó đi, nhưng mà hãy xem đó là cái thế mạnh của mình. Bởi vì khi mà một giọng nam được vỡ giọng ra ở cái tuổi dậy thì, lúc đó là cái lúc mà các con có cái độ trầm, độ dày của cái giọng nó đang phát triển. Thì mình phải luyện tập, mình phải xem cái đó là cái điểm chuyển rất là quan trọng, để mình nâng nó lên một bậc khác. Từ đây nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ phát triển hơn. Nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha con. Phải biến những cái khuyết điểm thành cái ưu điểm của mình luôn. Đó mới là những cái tiến bộ mà mình cần phải có. Cái phần bè cô nhắc ở cái chỗ như thế này là cô nói để cô chứng minh tại sao phần hát của mình không bằng những lần trước chút xíu. Giàu, mai mốt con bè bất cứ lúc nào cũng vậy. Con bè thì con phải bè cho hết cái chữ. Bạn diễn của con bè ví dụ như đưa cơm cho mẹ đi cây, là con phải nhìn Minh, lúc nào Minh đóng cái chữ thì con mới đóng. Chứ còn hôm nay là bị cái là Minh còn ngân mà con đã đóng rồi. Thì cô nghĩ là chỉ đó, đó là chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà dần về ao con bị thêm cái nữa. Có nghĩa là mình vội vàng, bởi vì sau đó là tới cái phần solo của mình. Đúng cái rồi. Mình lật đật mình đóng lẹ cái phần bè để mình lo cái phần solo của mình, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ mất hiệu quả. Cho nên hát phải thực sự bình tĩnh nha con. Còn ngoài ra thì cô vẫn rất là đánh giá cao cặp đôi của Văn Minh Ngọc Giàu. Cảm ơn tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Hên quá, lần này em chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ những lần trước là giật mình. Xin mời cô Vân Trang ạ. Thật sự riêng cô Vân Trang thấy thì với hai cái bài hát này có vẻ là nó phù hợp với lại cái giọng nữ hơn. Và từ trước tới giờ thì mình nghe hai bài hát này là thường giọng các bé, các bạn nữ giọng trong trẻo, thánh thót, nó sẽ toát lên được cái bài hát này hơn. Văn Minh. Đúng rồi. Thì thành ra là cái giọng của con đang ở cái giai đoạn vỡ cái giọng, thành ra là nó sẽ không có thể hiện được hết những cái mà cô nghĩ là cái bài hát nó phải nên cần như vậy. Tuy nhiên thì cô thấy được là con rất là tinh tế trong cái cách xử lý, trong cái cách nhả chữ khi con hát và luyến lấy nữa. Thì cô thấy là đó là một cái sự cố gắng cũng rất là nhiều với con. Về tổng thể thì cô thấy cặp đôi của mình là một cặp đôi rất là thông minh. Bởi vì cô theo dõi qua từng tuần thì là tụi con có những cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và nó rất là phù hợp với cái sân chơi này. Chia sẻ một tí xíu là cô với lại thầy Quốc Đại, anh Quốc Đại cũng đã từng có một cái thời gian tham dự một cái chương trình cũng ca hát. Và hai người lên sân khấu là làm đủ thứ trò hết, là để cứu lại cái giọng hát của cô. Con hiểu không? Anh Đại thì hát hay lắm rồi, chỉ có cái là Vân Trang giờ hát bình thôi, cho nên là giờ mình phải làm cái khác cho người ta coi, để, người ta lắp qua cái giọng kia. Hát nha. Đúng rồi, thì cái khó là mỗi tuần mình phải suy nghĩ mình phải có một cái gì khác, cái gì độc đáo, cái gì lạ. Mà hai anh em cũng hợp nhau lắm, có nghĩa là phải suy nghĩ mình sẽ làm cái tiết mục gì mà từ đó giờ chưa có ai dàn dựng, nó phải hay như thế nào và mỗi tuần nó phải khác nhau ra làm sao để ít nhất là phải đối phó với lại ban giám khảo. Ban giám khảo thấy là tuần vừa rồi mình khác, tuần này mình khác. Đó là cũng là một cái lợi thế của mình. Thì riêng cô thấy thì cái cặp đôi của con là một cặp đôi rất là thông minh. Con biết nắm bắt cái điều này cho nên là mỗi tuần con mỗi khác và mỗi thể hiện mình khác nhau. Cô hy vọng là từ đây cho tới cuối chương trình con sẽ phát huy cái thế mạnh đó của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô. Yeah. Một tràng hô tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dầu ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chùa xa, vỡ trong chiều hoàng mai. Trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ơi. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoàng vắng, kia tiếng sóng
phố mơ sương lạnh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chưa xa, vỡ trong chiều hôm. Đó là Phương Nhi và Cát Vy. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không? Lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ. Phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô Đoan Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thật sự ngày hôm nay là với cái bài hát này cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc và cái âm vực giọng rất là rộng. Có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt. Thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn. Một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con, mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, nó đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ. Mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cả con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát. Mặc dù tuổi đời của cả con còn rất là bé, chú thương cả con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu, cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á, thì con lên vẫn tốt,
nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có nó vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc, và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á thì nó bổ sung lại cho các viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc, bởi vì đã để các viên là người vào đầu bài hát là nghe là hút ngay, và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền, nhưng mà tụi con đã đổi màu nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, em cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Đàn hãy kêu tiếng bà này, bình tĩnh nào, hãy cứ một ngày nắng cháy trời mưa xuống, nghe phía xa làn gió thơm về, một giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời thạch xanh. Mưa rơi mát cho ngày xanh, nghe mưa tắt cơn một tiếng nào. Trời mưa xuống, nghe phía xa làn gió thơm về, giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời thạch xanh. Mưa rơi mát trong ngày xanh, nghe mưa tắt cơn một tiếng nào. Yeah.
Trời ơi, máu lửa quá. Phần cuối cùng một đấu tay nữa cho Nhất Minh và Ngọc Nhi. Chắc chắn là chú Gia Bảo phải wow lên một cái nữa rồi đúng không ạ? Mời chú. Wow. Lần đầu tiên tôi thấy thạch xanh mà có một múi. Thường thạch xanh người ta sáu múi cục. À, thạch xanh này có chút xíu mà sao cái giọng nội lực dễ sợ luôn á. Chính xác. Mà sao hình như con là phiên bản nhí của chú Gia Bảo hồi nhỏ ta. Đúng ta. Thôi ơi. À, thật ra là hai bạn này nó có một cái điểm chung là giọng hát rất là nội lực và nó có cái chất ma mị trong cái giọng hát nữa. Nếu mà là chú Bảo góp ý là bé Ngọc Nhi á, đừng làm công chúa, con làm con chằn mới ghê. Con chằn mới ghê. Thiệt. Minh Hóa đâu mình hát, con hát mấy cái nốt đầu tiên mà con hát. Nếu mà là con chằn hát nó nổi da gà đó. Vậy là mình sẽ phải hóa trang, mình quấn mấy cái đuôi vô dài. Xong mình hóa ra cái đầu thành con chằn từ bên đây hát thôi. Đó, không quá, mình hóa trang thôi, hiểu không? Đó là thạch xanh hát đối đầu với con chằn, đó, nó mới dữ. Nói chung là giọng hát rất là tốt. Và nói thiệt, lúc đầu bé Nhật Minh hát đó, còn bé Nhi là hát cái câu gì đó, nãy con hát câu gì mà nghe nó ghê lắm, ma mị hơn. Đúng hả? Rồi đúng rồi, con hát lại câu đó thử. Hát mà giống như mình đang ở trong cái hang sâu vậy đó. Mình tưởng tượng cái tiếng hang mà nó vọng. Đáng lẽ là làm bài phát, nhưng mà tự là phát luôn. Thì đó, về nhà khỏi chỉnh. Live mà. Hát như vậy mà làm con chằn là còn thấy ghê nữa. Đó. Lúc đó là sao nghe tao? Ôi mấy giờ mới hay. Không, mình hát giống vậy thôi mà mình quá tân, nó lạ hơn. Dạ. Đúng, lúc đó cho chú Minh Sù trời diễn hóa thân thành Quỳnh Nga công chúa đi. Đây. Trời ơi, xin lỗi, hóa trang nữ hơi đẹp đúng không? Ưng lắm. Ưng chứ. Nói chung là đây là một cái tiết mục rất là ma mị, nó khác với các màu sắc nãy giờ. Cho nên tiết mục này cũng rất là hay đó nha. Xin được cảm ơn chú Gia Bảo. Dạ, cảm ơn chú. Mời cô Đoan Trang. Như mọi người cũng biết là ở cái độ tuổi này á, là cái chất giọng của tụi con là thuộc loại hiếm, chứ không có phổ biến. Cái chất mà hát rock được, cái chất khàn mà vẫn đẩy lên nốt cao rất là bén, đó là hai đứa con. Nói như vậy để cho tụi con thấy cái thế mạnh của mình, để luôn luôn cố gắng và gìn giữ nó. Còn trong cái phần hát ngày hôm nay á, thì rõ ràng vẫn là tụi con vẫn rất là cá tính, vẫn rất là nội lực. Nhưng mà cho cô góp ý một chút xíu, mình cũng đi theo cái trend là hát rock với hát những cái đồ ma mị á, là mình phải kéo. Nhưng mà đừng làm quá nhiều. Mình phải suy tính ở trong cái chiến lược hát của mình. Ví dụ như trong cái đoạn A nó có 6 câu hay là nó có 8 câu thì mình phải tính ra là mình phải hát như thế nào, cái chỗ nào mình nên kéo, chỗ nào mình bỏ nhỏ hay chỗ nào mình bỏ không kéo. Nhưng mà cái câu kế tiếp nó cũng hơi tương tự như vậy, mình kéo thì mình mới tạo được cái sự khác biệt. Còn ngoài ra cô rất là thích ở cái năng lượng của hai đứa con ngày hôm nay. Cái điểm tốt của hai đứa con là giữ được năng lượng từ đầu cho tới cuối, không bao giờ bị tuột. Cái đó là cái cần thiết. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời chú Hoàng Nhân Na tiếp nói ạ. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nữa về nhân vật Thạch Xanh và công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà góp ý của chú Gia Bảo cũng rất là thú vị. Bởi vì ngày hôm qua thì mình chưa có lên phục trang của công chúa, mà hôm nay lên phục trang rồi mà công chúa máu lửa quá, lúc nào cũng nội lực mà gầm gừ đó. Thì chú Nam nghĩ là theo góp ý của chú Gia Bảo mà cho con hóa thân thành chằn tinh để đối đầu với Thạch Xanh thì chắc sẽ đúng là con hơn. Bởi vì bản thân. Nhưng mà không sao, thì hôm nay hai con đã thể hiện một cái bài rất là máu lửa mà rất là năng lượng. Và cái anh Thạch Xanh này thật sự là rất là dễ cưng trong tất cả những cái phần mà đây một phiên bản Thạch Xanh kiểu Nhật Minh cũng không sao, đâu phải khi nào Thạch Xanh cũng sáu múi phải không con? Rồi vài bữa mình sẽ đi tập thể dục cho có sáu múi sau đó. Thì hy vọng là các con sẽ tiếp thu những cái góp ý của các cô chú về phần ca diễn để mà mình sẽ có những cái phần trình diễn tiến bộ hơn trong những cái vòng thi sau. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú.
trong lòng sáng lên tìm vui vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi hãy thức giấc đón chào anh dương ngày mai đến rồi hãy mỉm cười với bao chuyện đời hãy thật lòng nói xin cảm ơn hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm hãy cho niềm yêu thương sẽ có những sóng gió phía trước hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi hãy nói tôi yêu mọi người hãy mỉm cười với bao chuyện đời hãy thật lòng nói xin cảm ơn hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm hãy cho niềm yêu thương Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đoan Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình, phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương
thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại, cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa. Nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Thế với bài hát tình bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Bạn bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát thì chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa, đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy nè, đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á, nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội, mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết, nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi đó. Thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bọ nhỏ của cả hai đứa, nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn, giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn, chú luôn, giống chú, chú luôn đó. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu, nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con và hy vọng là cái tình bạn này sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Anh Nam, em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sợ. Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu. Mà mình có cắt máu anh thề là không. Gì không em? Em thiếu máu anh. Nói nghe nè. Đó, bây giờ không được, cái này kỳ lắm. Bây giờ hai anh em thay vì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nhảy lấy cái hột xoàn. Tí, hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Thiệt á, ông nào cũng có hột, có quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về với nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Chị bà, hả? Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. Thành thành một góc má trời.
thẳng trong thời gian đã ghi ngày ngờ giang nén chạm chỗ phương lòng uốn lượn tựa mây sóng Cảm ơn hai tụi con đã mang lại hai ca khúc rất là hay, nói về những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay tụi con cũng rất là xinh nữa. Lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay, chắc là phải mời giám khảo Phương Vi trước. Bài hát rất ư là khó, cái thể loại dân gian đương đại và cái quãng thì nó rất là rộng, và cái những cái đảo nhịp phải nói là bản thân Vi hát còn khó nữa. Hai con có chút xíu hát quá trời quá đất luôn, làm cho cô nổi da gà hết trơn trọi. Phải cảm ơn ban tổ chức chương trình rất là nhiều, tại vì tất cả những cái sự dàn dựng đó nó làm cho cái phần trình diễn phải nói là nó có cảm giác rất là đã. Chúc mừng hai con một cái phần trình diễn phải nói là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn Phương Vi, còn bất ngờ nhiều nữa nha, chuẩn bị tâm lý ha. Xin được mời cô Đoan Trang. Hai giọng nữ rất là mềm mượt nhưng mà vô cùng nội lực, đẩy mấy cái nốt lên cao rất là tốt. Và hôm nay còn có những cái đoạn lên tông của cái bài Chiếc Khăn Piêu khúc sau nữa, tụi con đẩy rất là tốt, phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Đừng quên ủng hộ tinh thần bằng một tràng hỗ trợ lực lượng cho Phương Nhi và các viên. Mình cùng nhau đóng băng, chưa giây phút chúng ta chia xa.
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Và trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn để rồi mai chia xa. Lòng trời dần niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin anh ngừng cho. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Trong cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian trả lại cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Cho thời gian trả lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới. Mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Và trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới. Một tràng pháo tay lực lượng cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Hát chung với nhau hôm nay mặc bộ đồ cũng rất là hợp với nhau nữa. Rồi hát hai bài này nữa, trời đất ơi. Không biết anh Trung ơi, anh mê không anh Trung ơi? Rụng rời rồi. Chết thật rồi. Đây là lần đầu tiên Hồ Bình Trung gặp được Văn Minh và Ngọc Dâu. Chất giọng mềm mại, chú rất là sao xuyến luôn á. Giọng hát của Ngọc Dâu thì chạm vào trái tim của chú. Nó mượt mà vô cùng. Văn Minh thì chú thích phong cách diễn của con. Cái tai con đưa đó. Đưa. Diễn mà lúc nào cũng diễn mà đó, giống như là mình muốn ôm cả thế giới vào lòng. Hai con rất hợp với nhau về giọng hát. Tuy nhiên có một cái chỗ như thế này là khi mình hát song ca đó, mình nên đứng xích lại với nhau. Hồi nãy tụi con đứng xa nhau quá là nó bị mất cái tình cảm của bài hát. Và cái kết đó, hai con đứng xích vô. Cho chú hỏi một câu này, hai đứa nhiêu tuổi rồi? Dạ con là 11, năm sau con sẽ 12 ạ. Con 13. Năm sau con 14. Con 15, năm sau con 16. Hỏi mời con. À dạ, cảm ơn chú.
Chú 32 năm sau 33 con. Ngày xưa là mười mấy tuổi chú chưa hát được vậy đâu. Anh như anh cười em á Nam, thì em nói vậy cái anh cười khổ em ghê. Thì nhỏ em hát dở, lớn lên hát hay. Mới kết nạp anh em xong mà sao? Tại anh nghe bên khán giả này á, có mấy khán giả cười anh cười theo. Đâu có ai cười em không? Có. Đâu ai cười đâu tay coi. Thấy dễ thương cái thái độ của em. Ủa vậy anh dễ thương hả? Cảm ơn nhiều nha. Trời đất ơi, vậy mà khán dễ thương được hay thiệt. Cảm ơn hai con nhiều. À, dạ con cảm ơn ạ. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai con có hiểu là mình cùng nhau đóng băng là nghĩa là sao không? Thưa chú, từ đóng băng là một hành động thể hiện cho một cái sự dừng lại trong một thời gian rất lâu. Thì cái khoảnh khắc mà chúng mình mà chia xa nhau á là khoảnh khắc tổng kết năm học, và là những cái lúc mà không còn được bên nhau nữa, và những kỷ niệm học sinh sẽ khép lại. Và người này mong muốn rằng là chúng ta nên lưu giữ mãi cái khoảnh khắc đó và sẽ luôn luôn gần gần bên nhau và không bao giờ lìa xa nhau nữa. Quá trời quá đất, đúng là cái bài này đặt bên cái bài mà mong ước kỷ niệm xưa là nó rất là hợp với nhau. Ca khúc này á, là chú nhớ là hồi trước chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 cũng hát bài này, rồi từ cấp 3 rồi lên đại học chia tay bạn cũng hay hát, chuyển cho nhau mấy cái lưu bút rồi bắt đầu là khóc sướt mướt rồi đó. Cả Văn Minh cũng như Ngọc Giàu, tụi con nhấn nhá nghe nó rất là hiện đại, rất là trẻ trung, cảm xúc nó dẫn dắt mọi thứ. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Giọng dễ thương dễ sợ luôn vậy đó, giống nghe em ghê. Dạ con cảm ơn chú. Dạ không có, dạ không, đó là đáng sợ. Dạ dạ nha. Vâng, chị Đoan Trang cảm xúc của như thế nào, xin mời chị. Cái bản phối, bản dựng của tụi con lúc nào cũng có rất là nhiều điểm để xem. Mới vô một cái chuyển là tông. Chuyển tông nhưng mà hạ tông. Dạ, bình dạ. Thường người ta lên tông, nhưng cái này là hạ xuống, làm cho người ta có một cái cảm giác nó khác lạ. Hai bạn này là hai bạn có thẩm âm rất là tốt. Rồi hai đứa con biến cái bản mashup này thành một cái bản ballad của riêng hai đứa con, rất là riêng. Và mỗi một cái đoạn này nó có màu sắc khác nhau nữa, chứ không có cái nào trùng với cái nào cả. Đúng rồi, đó. Khán giả cảm thấy nó rất là hấp dẫn, thú vị. Ở đâu? Là do nó có quá nhiều cái sự thay đổi và màu sắc. Bè khó không à? Bè rất là khó. Yeah, những cái dòng giai điệu, quãng khó, giai điệu khó. Cho nên một tràng pháo tay thật lớn cho hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Chú Minh Dù có một cái câu này là cái kinh nghiệm của chú, là khi hồi xưa còn đi hát á, khi mà chú hát bè, chú nghe chia sẻ lại thôi từ người anh đi trước, là bè nhưng vẫn phải có tình cảm ở trong đó để hòa quyện cùng với giọng chính. Đây là kinh nghiệm dành cho tụi con nhá. Cố lên, ngày hôm nay rất là tuyệt vời rồi. Xin được chúc mừng cho Ngọc Dầu và Văn Minh. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ vô ạ. Con trai người đâu sao mà ngớt hết.
Yeah. Và đó là Ngọc Nhi và Nhật Minh. Thank you dancer. Xin mời các bạn một đàn ô. Trời ơi, bao nhiêu cái tội hồi xưa đi học là kể ra đây hết, không có sợ thầy cô la hả ta? Dạ không, có làm có chịu chú. Trời ơi, coi thấy giỏi ghê chưa. Trời ơi, sao vậy Trang? Mình đem mắt kiến vô mình coi cho kỹ luôn hả? Dạ. Em thấy sao em? Em thấy cái váy giống em quá. Ừ đúng rồi, váy xếp ly luôn nè. Dạ bạn em mà. Đồng trang lứa, học chung lớp không? Dạ chung lớp, phong em. Ờ phong bạn. Trả lời đi con. Có học chung lớp với cô Trang không? Dạ có. Bạn con luôn. Thấy chưa? Trời đất ơi, muốn lấy điểm hay cái gì đây nè. Mà bạn mà sao không rủ mấy bạn lên cùng nhảy với nhau luôn. Bởi vậy cưng phải kêu MC là chú á. Dạ chú. Ê. Chú, con thấy mấy bạn của con biểu diễn ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Chú thấy chú không chưa chú? Hỏi con, chú chưa hỏi con nha. Con hồi yên đó, con quậy lắm. Bạn bè con quậy này là chú biết là con quậy theo rồi đó. Thôi chắc là chị Trang với lại anh Nam là nhường cho Vân Trang nói trước đi ha. Tại giờ chú mới hỏi con hả? Mời con á. Dạ giờ con không thích trả lời nữa. Hồi nãy con đang hứng thì chú không cho con nói. Quê rồi. Thôi chú xin lỗi con, tí nữa tặng cho con bịch cốc ổi mi ghim. Dạ mà giờ con hết biết nói gì rồi. Trời. Không, tại vì thật sự là tiết mục hay quá. Con mắc coi á, cái con quên là con phải nói cái gì luôn. Thế giờ con mê nhất là cái phần nào trong tiết mục này? Con mê nhất là bạn Nhật Minh ngồi á, khi mà bạn gái hát á là ngồi kế một thằng con trai, là bạn ấy ngồi cái tướng rất là men. Dạ, ngồi phải giãn chân ra như vậy thì mới men này nha chú. Không phải, tại chéo không nổi, dướng cái đùi to lắm. Cái này là giảm cân dữ lắm mới mặc được cái size này nè. Dạ. Con là con mê tiết mục này lắm, bởi vì khi mà nghe xong rồi á thì mình cảm thấy giống như là mình quay lại cái thời mà ngày xưa mình đi học vậy. Cái trò nào cũng có chơi hết, cái quan trọng nhất là mang lại cái cảm xúc cho cô Trang cảm thấy là mình rất là thích tiết mục này. Bây giờ tiết mục này ở đầu tiên luôn, thành ra là không biết giờ cho nhiêu điểm nữa. Mình có thể cho 10 hả tụi con hả? Dạ. Trời, mê lắm, nói 10 cái là mê dạ liền hả. Cái điểm số tí xíu nữa chúng ta sẽ biết sau. Thế thì bây giờ là cô Trang còn muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ hết rồi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Dạ tiếp theo chắc là mời chị Đoan Trang ạ. Chú Hoàng Nhật Nam là ba số vừa rồi chú đi công tác, chú không có ở đây, cho nên bây giờ mình nhường cho chú nói trước đi. Đúng ha, rồi ạ. Ha chú Minh ha. Dạ vâng ạ. Coi chú cảm nghĩ sao? Là ba tập phát sóng trước là chú đã vắng mặt, nhưng mà chú vẫn có theo dõi. Và hôm nay trở lại sân khấu này với cái tiết mục mở màn này thì chú rất là vui. Với cái vai trò gọi là mở màn thì Nhật Minh và Ngọc Nhi đã làm tròn vai, gọi là mang đến một cái không khí rất là tưng bừng, một cái lớp học vui nhộn luôn đó. Và trong cái phần này chú thích nhất đó là một cái bài hát vui nhộn có những cái tiết tấu và mình nhảy cùng với vũ đoàn nữa. Hai con rất là thuộc bài, nhớ bài. Và đặc biệt là chú thích nhất là thái độ trên gương mặt của các con, lúc thì nhìn qua nhau, lúc thì nhìn khán giả vân vân. Đôi khi kinh kỵ với nhau hoặc là chọc nhau, trêu ghẹo nhau, tụi con đều làm ra hết. Nhật Minh á là con hơi tròn một chút, cho nên là những cái điều nhảy của con á nó rất là đáng yêu, thể hiện con đã tận dụng cái lợi thế hình thể của mình để mà trở thành một cái điểm đáng yêu đó. Thì đó là cái điều mà chú rất là thích. Chú chỉ nhắc Ngọc Nhi một chút ở cái phần trầm á, cái phần trầm của con đoạn đầu thì con hát cũng rất là rõ, nhưng mà có một số từ thì do trầm quá hay sao đó thì con chú ý để mình phát âm cho nó rõ hơn thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đối với chú là hai con hôm nay đã rất là giỏi rồi. Dạ, chúc mừng hai con. Cảm ơn thầy. Dạ giờ mời cô nè. Cô cũng rất là đồng ý với lại những cái ý kiến của chú Hoàng Nhật Nam và cô Vân Trang. Các con có một cái phần mở đầu rất là vui, làm cho mọi người nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa đi học ha, rất là đáng yêu. Cái tuần này thì ngoài cái giọng hát vẫn rất là mạnh mẽ của hai con ra rồi, điều đó là điều không ai có thể mà không nhận ra. Tuy nhiên là vẫn thiếu những cái phần bè khúc cuối, làm cho cái phần đồng âm nó sẽ xảy ra cái việc là hai cái giọng đồng âm cỡ nào đi chăng nữa thì cái năng lượng vẫn khác nhau, thì có một vài cái phô của một bạn nào đó ở những cái câu cuối thì nó sẽ lộ ra đó, nó mất đi cái hiệu quả của mình. Cô hy vọng là các con sẽ hiểu cái điều cô nói cho cái tiết mục sau của mình nha. Chúc mừng hai con. Dạ cảm ơn cô. Mở màn vậy là quá sung rồi, trao tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Dạ cảm ơn. Con con gì không? Thank you.
chuyện ngày xưa nước Âu Lạc Thành đèn thành cổ loa cao ngất giữa trời xanh lượn vòng quanh mấy bức tường thành trong ngoại sông dân ấm no trong an lành chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ nó thần kia mang móng chân rùa vàng chân hùng anh quân thù bảo tàng nhà nhà sống trong yên vui đêm đêm hát cả ngày dần qua nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương nhà nhà sống trong yên vui đêm đêm hát cả ngày dần qua nào ngờ phía lân ban thức trắng đêm chiều đã kia với những âm mưu với những hận thù một ngày nào tiến quân thành loa. Ngày xưa chuyện cạn qua quân tần tàn tác vì đâu ta ngỡ là mơ chiến trường mưa xa thương vong hàng hà thần kinh quy cho cha móng thiêng lắm nó thân giữ gìn biên cương nếu mai kia bình biên về dấu ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu người hỡi sao nói lời không hay nhưng thôi ai biết sao ngày sau ngày ấy chẳng theo bên trên đường áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương giặc trời mây vang vang tiếng hò reo mà còn đâu máu thiêng rùa vàng người Âu Lạc nước mắt nhà tan thương thẹn dân vương đưa con gái yêu cùng ra đi họ không hề vượt nam áo lông ngóng ra đường vẫn ghi mà rồi có đâu bước qua thu càng đến gần giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa tình ý còn đây thân tháng trên dặm đường hỡi ơi nam ái sầu thiên thu máu đào mỹ châu hoa tan sông bể xuống trong thủy mỹ châu lời ái một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chúng mình rất là bất ngờ. Nào, xin lại đây nào, con trai. Đó, đứng cạnh nhau. Chắc
Chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi, xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay, các con có biết nó là gì không? Dạ, là câu chuyện chị Mị Châu Trọng Thủy. Rồi có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mị Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mị Châu, công chúa Mị Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đó không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi là... đá nữa. Đó rồi rất trang phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con, chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích, và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á, con hay cái gương mặt nó giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc. Và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại. Đó thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn. Mà hai con cũng đã thể hiện được, và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên. Tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất nó rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con, và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công, bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca, và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước. Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng vỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Mẹ ơi, xa tôi một ngày,
một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy không còn ai. Ngôi nhà không tiếng cười vui, từng ngày qua đi vội vàng. Một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy tôi mồ côi. Chắc là hay trời ơi. Những ngày tháng hồn nhiên đã trôi đi về nơi đâu, bao lời nói dịu êm vắng. Gió như lời ru ơi, thầm mơ ước như chuyện thần tiên có ba mẹ về. Từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ. Đời em chưa biết phút em vui yêu thương ngọt lành, tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè, tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng đành, lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Người nhân dân thương xót em thơ tương lai mịt mờ, bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con á, phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó, giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con.
Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng, bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con, để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con, nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú lâu nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màn hòa trang chú còn nói với cô đang trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin về ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Bình hát hay quá trời đấy. Mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết. Bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc của con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng. Và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đăng Trang là cô Đăng Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới. Cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á, chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con, đừng đi đâu hết. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được quyền nói đi ha. Cảm xúc. Như vậy đi, chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh bị chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật ở Đức Bình và Quỳnh Anh ở đây còn một cái điều rất là đáng yêu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con 13 tuổi. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh. Mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình, mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nữa nó cũng bằng thừa, nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào hỗ tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Nắng mai còn long lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Tim khát khao hạnh phúc bên gia đình, cùng trao phút giây nồng nàn. Forever, mãi mãi em như lời
con giấc mơ dịu êm. Forever yêu thương đắm say ngọt ngào. Forever bên nhau hạnh phúc ngập tràn. Còn lòng lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Thank you.
giấc mơ giữa đời. Để mi nói cho mà nghe, âm hồn này chẳng thể làm mẹ. Thương cha xót mẹ, thế định mà phận đời mình chơi vơi. Để mi nói cho mà nghe, hết năm nay mi vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mi cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rời. Qua bàn trắng lơ đầy con bàn đỏ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui có sao lại buồn, biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông. Em không bán qua bao giờ rồi, tiếc không một đời đón. Dạ, nhân hành xe ồ. Chào nương min sư mi ta. Sao? Cảm ơn chú. Dạ. Tự trọng. Dạ không chị, em giao lưu bằng tiếng Hàn được ạ. Có em, con bé nó trả lời em bằng tiếng gì? À, mời con, chào nương min sư mi ta, and you? À, dạ, con xin tự giới thiệu. À, con nói được tiếng Việt hả? À, vâng. À, vâng, à, con chào mọi người tí. À, dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Kim Jae Bin. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Trời đất ơi. Nhưng mà con trai cho chú hỏi nè, thế thì ở nhà con ai là người Hàn Quốc? Là bố con ạ. Bố con, còn mẹ là người Việt Nam. Vâng ạ. Thế thì con có cái tên tiếng Việt không? Dạ hay con có nhưng mà con quên lắm rồi. Trời quên luôn là vậy. Dạ chỉ quen là Kim Jae Bin. Con Cam Tú gửi lời chào đến mọi người nào con. Con xin chào ba vị ban giám khảo, tất cả mọi người đang ngồi ở trong trường quay. Con tên là Võ Cẩm Tú, năm nay con được 11 tuổi. Ồ, bằng tuổi luôn, vỗ tay cho hai tụi con. Một tiết mục rất là giải trí ở phần cuối chương trình đúng không ạ? Không biết là ban giám khảo đang nhận thấy như thế nào. Mời anh Hoàng Nhật Nam. Thôi mời cô Khả Như trước đi vì cô Khả Như rất là muốn lên nhảy luôn.
Cổ ngồi dưới này cổ cứ lắc lư anh luôn Nam. Này. Em nghĩ là chị Như mà muốn lên nhảy thì nó không có ấn tượng bằng ba giám khảo lên đây nhảy luôn. Một tràng hô tay cho ba giám khảo lên sân khấu cho tụi em ạ. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục đặc sắc nhất cho sân khấu của cặp đôi vàng nhị. Âm nhạc lên. Cái vũ đoàn mà không có một cái tổ hợp nào mà nó dính với nhau. Đôi khi là người ta nói mà cái sự sáng tạo táo bạo này nó cũng gây ấn tượng. Nếu như quý vị thích thì vỗ tay thật lớn cho vũ đoàn bất đắc dĩ bọn em ạ. Thế đúng mới rồi. Nói là khó đúng không ạ? Cho nên là các con ngày hôm nay rất là giỏi rồi. Thế nói chung là chú là đạo diễn, chú nói rất là hay, hướng dẫn này kia, nhưng mà lúc lên sân khấu ánh đèn chiếu vào nó không có còn mà tự nhiên chân tay gì cả, cho nên là chú rất là cảm thấy rất là nể, rất là phục tụi con, dù là nhỏ nhưng mà có bản lĩnh sân khấu. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn chị Đoan Trang, cảm ơn chị Khả Như và cảm ơn Hoàng Nhật Nam thông minh về. Tụi con phải biết một điều rằng là để mà tạo được một cái truyền cảm hứng, cái năng lượng cho người khác á, là không phải dễ. Cho nên tụi con đã có một cái tiết mục rất là sôi động để khiến cho ban giám khảo phải lên đây nhảy tưng bừng hoa lá cơ mà, đúng không? Thế thì bây giờ ngồi lại vị trí ban giám khảo của mình thì không biết là cô Đoan Trang có nhận xét và chia sẻ gì với các con hay không ạ? Xin mời cô. Lần đầu tiên thì cô biết tới Kim Jae-bin, nhưng mà cô đã gặp Cẩm Tú ở trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu. Con ở bên đội của chú Dương Triệu Vũ đúng không? Dạ. Con có một cái đặc trưng riêng của con là con hát và con có vũ đạo đó. Tuy nhiên á, thì cái vũ đạo mình cũng phải tính chút xíu con ha. Tại vì nếu mà vừa hát vừa nhảy đó thì là một điều vô cùng khó khăn. Đó sẽ làm mất cái hơi của mình. Cho nên mình để ý cái đó. Với lại Bin á, con để ý cái mic của mình nha con. Khi mà hát á, thì ngay cả mình di chuyển ở đâu cũng vậy. Mình cũng phải để ý cái mic của mình. Diễn thì diễn nhưng mà phải canh. Chứ còn có lúc con giật lên giật xuống thì cái âm thanh của mình đi nó không đều. Thì như vậy thì cái phần hòa quyện của mình mất đi hiệu quả chút xíu. Tuy nhiên, cô thấy hai đứa con rất là dễ thương trong chương trình này. Tụi con có thể rất là đa dạng và có vũ đạo rồi. Cái nét hai đứa con rất là mới, cho nên là có thể sẽ là cái cảm hứng cho thầy cô sẽ dàn dựng cho các con nhiều tiết mục rất là thú vị. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, chúc mừng hai con. Mời chị Khả Như ạ. Cái bản phối này rất đáng yêu luôn á. Nó làm cho cô nhún nhảy theo mà rất là dễ thương. Và cái cách tụi con trình diễn á, đúng giống như cô Đoan Trang nói là khi mà Cẩm Tú, khi mà con biểu diễn đúng là con phải tính động tác. Tại vì cô khi mà cô ngồi á, cô là không phải là ca sĩ, nhưng mà khi cô ngồi cô thấy cô múa nhiều quá, cái cô bị phân tán á, với lại cái giọng của con sẽ không tập trung được giống như cô nói. Nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục nào đối với cô, đó là một tiết mục giải trí thật sự. Và hai bạn làm cho cô cảm thấy rất là nhí nhố, rất là đáng yêu. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Khả Như ạ. Xin được mời anh Hoàng Nhật Nam. Chú rất thích cái màu của hai con Kim Jae-bin này. Cách của con diễn á, nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc, và con không có phải là thực sự là điêu luyện và nhiều kinh nghiệm, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho những cái bước di chuyển của con hoặc là những cái cách trình diễn á, nó rất là dễ thương và đáng yêu, có cái gì đó rất là thu hút đó. Và con chú ý hơn về cái thái độ của mình diễn, hoặc là mình đừng căng thẳng quá nha, thì mình sẽ trình diễn nó tốt hơn. Chú rất thích cái đoạn đầu mà con hát, con đi rất là đẹp, và cái giọng ngân của con nữa nghe như là tiếng sáo ai đang lững lơ, là đúng cái những cái câu đầu đó hát, chú rất thích. Con nhớ phát huy những cái điều đó. Còn về Cẩm Tú, con diễn thần thái của con, những động tác tay đưa ra vào hay là nó theo cái nhịp nhạc và rất là tươi vui với thần sắc của con nữa. Và chỉ cần chú ý thêm về mặt giọng hát như cô Đoan Trang nữa thì con sẽ hoàn hảo hơn. Dạ con cảm ơn cô chú. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Kim Jae-bin, bây giờ con nói một câu bằng tiếng Hàn Quốc. Con nói là con cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo và con sẽ cùng với Cẩm Tú cố gắng hơn trong tập tiếp theo. Nói làm sao nè, tiếng Hàn nè. Dạ thưa chú là con ở Việt Nam lâu rồi nên con. Con không nói được tiếng Hàn hả? Vâng. Chú Nam có thấy một cái mâu thuẫn nha.
ở Việt Nam lâu rồi, không biết nói tiếng Hàn Quốc, nhưng vì sao con lại quên cái tên tiếng Việt của con? Ừ. Vì con nên nhớ con là một nửa dòng máu Việt mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì đề bài của chú Nam rất đơn giản. Chú Nam muốn biết tên tiếng Việt của con và một câu của con nói bằng tiếng Hàn vào tập sau. Cảm ơn chú Nam rất nhiều. Và đây là bài tập của con về nhà nha. Một lần nữa một tràng hỗn tay cho Kim Shibin và Cẩm Tú. Chào đời và rồi tôi lớn lên đuổi gió và vượt bay trên trời xanh luôn khát khao cuộc đời tự do một đầu hoang vắng nhưng dòng cây rồi nhìn theo từng sải cánh đang vút bay chân trời còn xa. Chim liệp khắp nơi, cánh chim mọi giá rơi, tìm miền đất mới nơi xa xôi. Mưa lay động đất trời, gió như vật ngã tôi, màn đêm buồn chen những vết đau. Biết bao về chân trời, trái tim rụng ra tôi, ngày ngày trôi đi tôi tiếc gì. Lúc qua miền tối tăm, sớm nào đã tới được, vùng trời tôi mong đã hiện ra. Mơ tung cửa gió. Và đó chính là Ngọc Nhi và Nhật Minh. Không biết là giám khảo Hòa Nhật Nam đang ghi điều gì đây ạ? Xin mời anh chia sẻ luôn ngay bây giờ ạ. Đang ghi, chú chưa ghi xong thôi. Ra là hai con Nhật Minh với Ngọc Nhi luôn luôn là hai cái nguồn năng lượng rất là bùng cháy. Hai con đã truyền cái ngọn lửa đó mang đến cho chú cũng như là những vị giám khảo cũng như khán giả những đôi cánh để bay bổng với những cái ước mơ và với những cái hoài bão của tuổi thơ của các con. Chú rất thích cái tiết mục này. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn anh Hoàng Nhật Nam ạ. Xin mời anh Hồ Vị Trung. Lần đầu tiên chú gặp hai con, hai đứa nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 13 tuổi.
Dạ, và năm nay con 12 tuổi. Ủa sao ngộ vậy? Ủa sao 12 lại nó đặt 13 vậy? Cái dòng nhạc tụi con hát là dòng gì? Dạ, rock. Rock, rock đúng không? Vậy nè, về cách hát tụi con thì hồi nãy chú không bàn, nhưng mà chỉ có một lỗi chút xíu như thế này thôi. Cái lúc mà con hơ đó, con bị hụt. Tụi con rút kinh nghiệm sau này khi mà tụi con chuẩn bị vô hát những cái phần hơ vậy đó, tụi con phải đứng một chỗ trước. Hồi nãy con bị ở đây, con đi bộ lên trên đó. Con đang hát khúc này đang sung, chú biết là con muốn đi vội về để kịp cái chỗ đó, con đứng cái vị trí đó. Thì khi con đi vội về, con lên nó con sẽ bị hụt hơi một chút xíu. Còn về Nhật Minh thì ok rồi, hát rất là hay. Và cái phần diễn của con á, rút tay rồi đưa lên nè. Đó, trời ơi, như muốn hồ quảng vậy đó. Dễ thương lắm luôn á. Mà nếu mà tụi con thích cái phong cách này, tụi con phải về để nghiên cứu và xem, học hỏi thêm một số cô chú nữa. Và điển hình đó là cô Đoan Trang. Cái dòng này cô hát là, cô diễn là khủng khiếp luôn. Máu cái lửa. Máu lửa và cái thần thái cô diễn á, rất là, mỗi lần em coi chị diễn nổi da gà. Ngày xưa em nghe bài Tóc Hát của chị đó. Phải chi mình nhẹ nhàng từ làn mây. Trời ơi, nổi da gà liền luôn đó. Nha con, chúc mừng hai con với tiết mục này. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, và cuối cùng mà xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Chú Trung chưa có biết tụi con thì cô giới thiệu cho chú biết một chút là Ngọc Nhi lại là cặp đôi với lại bạn Cát Viên ở trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên. Dạ. Bây giờ là trưởng thành hơn rất là nhiều ở trên sân khấu cặp đôi vàng này. Còn bé Nhật Minh á, lại là nằm trong đội của cô Tố My trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí của mùa 3. Tuy nhiên cái cô tiếc đó là mỗi tuần á, thì cô ước gì cô được nhìn thấy những cái màu sắc khác hơn của tụi con so với cái cách hát này, cái cách xử lý này. Thôi, bởi vì cô biết là tụi con có khả năng. Và ngay cả bản thân cô đi diễn bên ngoài cũng có gặp bé Minh rồi. Con lên sân khấu là như một ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là khai thác nhiều hơn thì khán giả sẽ nhìn thấy được khả năng của tụi con còn nhiều hơn nữa. Còn lại tiết mục hôm nay thì rất là sôi động, tụi con cũng làm khá là tốt rồi. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Và đừng quên dành một tràng pháo tay nữa cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Bài hát ấy quá trong tim con. Bài hát ấy là con mạnh mẽ phi thường. Bài hát đây khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát đây con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc cùng triệu người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta phương. Từ ngày đầu vui bố thằng đó dạy cho con giai điệu tự hào. Bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó tự hào giọng hát cất lên. Bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim đời quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn va trên đường đập cảnh xa. Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời Việt Nam ta vững bền.
khép lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam. Có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây. Ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Biển. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xuân nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới, cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á. Yeah. Nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm của các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dầu. Dạ con cảm ơn ạ. Trời ơi, trời ơi. Trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia, mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi. Còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con, trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi. Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sùn muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết đó là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát một cái là chú quay qua nhìn lại vì cô Đoan Trang về cô Ốc rồi. Hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã. Dạ. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hát hay, cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thanh quang sốt, rền, nậy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày,
nó dày mà nó ấm mà hai đứa bổ trợ cho nhau, mà những cái đoàn mà truyền tâm đó, truyền tâm rồi một đứa ca đứa bè rồi a theo mà đuổi nhau như vậy, nó đã gì đâu một cái bản phối hoàn chỉnh, và tụi con bám theo Hòa Thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con chứ không nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi, tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này này, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó, tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền, rất là tinh nghịch, nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy, mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu. Chị suốt ngày muốn nuôi mèo vậy, mèo của chị nó có đẹp gì đâu, cuốn của em nó mới đẹp đây này. Em nhìn đi, mèo của chị dễ thương hơn cuốn của em nhiều. Cuốn của em lúc nào cũng phá hết á, chả dễ thương gì hết. Thì chị thử xem mèo của chị đẹp ở chỗ nào. Trời ơi, để chị nói cho mà nghe. Em nghe nè. Bàn chân bước nhẹ như không bước, đi từ đâu kêu meo meo meo. À thì ra em tươi nhộng nhẽo, chắc vì đã muốn ăn đây mà. Kìa đôi mắt thật là ông anh, không được mà thì khỏi nói nha. Mèo ơi mau ra phố cùng chị chơi đùa. Sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon con yêu mang tên Bobby. Yeah yeah. Vì tôi 20 ngân ngơ bạn bè quanh tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những nước muốn khát khao trong tim thế nào. Rồi chợt thấy nụ cười vào trong sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello chào một tương lai với bao khát khao. Bobby nào nhanh chân lên với ca cùng đón năm mới. Cuốn yêu này em ngoan nhé, mong mau lại đến đây. Cuốn yêu đừng đi xa xa bên kia có mà. Vỗ tay, vỗ tay cho hai bạn nhỏ. Trời ơi, tụi con qua đây đứng, qua đây đứng, tấp vô chung với nhau. Ôi, dễ thương quá trời. Hôm nay tuần này quay trở lại lời hài gấp triệu lần nha.
Bây giờ là tụi con lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Chắc là cô Đăng Trang trước đi ạ. Xin mời cô. Tuần này tụi con hoàn toàn lột xác. Tụi con tự tin hơn rất là nhiều. Tụi con có thể làm được cái việc là mang cái nguồn năng lượng rất là đáng yêu tới cho ban giám khảo, tới cho khán giả. Cô thấy là các cô chú với các anh chị dưới đây đứng lên nhảy theo, vỗ tay theo tụi con, có nghĩa là tụi con cũng đã thành công trong cái phần trình diễn của mình rồi nha con. Cho nên luôn luôn cố gắng mỗi ngày tập luyện thật là kỹ, tự tin nha con, làm thật là chắc chắn kỹ lưỡng những gì mình làm trên sân khấu nha. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn cô. Chị Đoan Trang thân mến, tuần này có vẻ hợp giọng ha. Bài hát này nó tươi mới, nó đúng với tinh thần của các bạn nhỏ luôn. Cho nên là hy vọng rằng là tụi con sẽ có những cái tiết mục phù hợp hơn nữa ở những tuần tiếp theo. Còn bây giờ xin mời chú Long Nhật ạ. Lúc này mà tụi con hát đó là chủ xây qua chủ nội về chủ năm cương về cô Đoan Trang liền. Trời ơi, tuần này hai đứa nó hay quá. Dòng nó sốt hay vang, nhịp nhàng chắc chắn, bè bội đấu vào đó mà tự tin, tập trung nhưng mà rất là tự tin. Và hơn nữa là hôm nay những cái tập trước là chú có nói thế này: khi mà cậu con làm một cái điều gì trên sân khấu, cậu con tin điều đó là thật sự, cậu con yêu cái điều đó và cậu con xúc động được cái điều đó, thì tự nhiên nó có một cái luồng điện, có một cái sợi dây vô hình, nó chạm vào trái tim của người nghe. Và rõ ràng ở đây cậu con đã chạm được vào trái tim của cô Đoan Trang, của chú Nam Cường và của chú Long Nhật luôn. Hôm nay cậu con xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Có lẽ là vì hai con gấu đó con. Coi như là cũng đút lót nhà đúng không? Còn để coi chú Nam Cường có công tâm không khi tặng con beo mà không lấy nè. Mời chú Nam Cường. Chú hơi khó đó. Tại chú không có quà. Chết rồi giờ sao? Giờ có quà không? Sao? Trời. Cảm ơn con. Làm sao xứng đáng với cái món quà này nè? Không, quà thì có thì cũng vui rồi mà hơi muộn xíu. Nói chung là chú thấy là thích quá, bởi vì tụi con hát hay lắm. Nghe rồi bước ra, ngay đầu tiên mà bước ra nghe sáng trưng hai đứa luôn. Với tiết mục này á, chú thấy rất là dễ thương. Nhưng mà ở chú có một chút xíu lăng tăng thôi. Giá như cái tiết mục này tụi con thêm một chút vũ đạo vào trong đó nữa. Có thêm vũ đoàn đúng không? Đúng rồi, thêm vũ đoàn dàn dựng làm vũ đạo thì nó dễ thương hơn. Có thể là sẽ không cần hai con thú này, mà vũ đoàn sẽ tái hiện cái những cái nhân vật cưng anh, cưng đó. Anh sai rồi anh Cường ạ. Vũ đoàn hàng trăm con gấu, con mèo, con chó trên màn hình LED. Vậy mà anh bỏ qua chuyện đó là không được. Thôi cái đó thì nói gì. Ý là khi mà tụi con biểu diễn dàn dựng thêm một tí nữa, dàn dựng thêm chút xíu nữa thì nó sinh động hơn. Tại vì cái bài này cái âm nhạc nó rất là hay rồi, nó rất là sôi động, mà tụi con thêm động tác rồi nhẹ nhẹ thôi, không cần phải nhiều đâu. Tại vì tụi con còn hát nữa thì nó còn perfect hơn nữa, nó còn tuyệt vời hơn nữa. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà nói chung tiết mục này chú rất là thích. Giải thích cho chú Nam Cường chút xíu là qua những cái vòng trước á, thì vòng này á, là các con có thay tự tin đổi hơn về, đúng rồi, dạ, về cái giọng hát chuẩn xác hơn. Đó là một điều rất là cần thiết. Với thêm nữa là có những vòng á, và cũng có rất là nhiều tiết mục là cũng có dựng vũ đoàn cho các dạ con. Nhưng mà đôi khi cô cũng mong đợi như vậy là có những tiết mục đừng có bị lệ thuộc vô vũ đoàn, dạ, để các con tự chủ động trên sân khấu xem như thế nào. Thì ngày hôm nay cô thấy rất là thích là hai cái bộ đồ con thú rồi ôm hai con thú chia sẻ với dạ nhau với cái khúc đầu thôi, nhưng vẫn mang lại sự sinh động cho dạ tiết mục của mình. Cái của em tiếc ở đây là ví dụ không có vũ đoàn cũng được, nhưng mà hai bạn sẽ có những động tác cái vũ chung với nhau một tí, bước qua bước lại, hay là những nó nhẹ nhẹ nó dễ thương hơn. Ngay cả cái việc mà hai đứa cuối cùng đưa vô mà bạn nhớ bạn quên đúng không? Lúc đó là đang máu lửa phía dưới quá rồi, chạy về sân khấu ở trên này. Thế bây giờ như vậy nè, để cộng thêm điểm cho tụi con mà tạo thêm sự ấn tượng cho chú Nam Cường. Chú Nam Cường chỉ biết con là Kim Jae Bin, là bố là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam thôi. Con hát một đoạn tiếng Hàn cho chú Cường nghe. Wow. Con xin hát bài Bing Bing Bang ạ. Wow. Nan kiyeon nakama bamgwa hamkke jatteureo wattamin mukku chare hangchin apto musu apneun makchang gaerilla geungpaela mokchangi jeotinkke nam pureun chillo sisaneun jaegwo numi chikke hamo chifo Pink eyes, like we bang like this. Nu tu cha ga che, chom ma chen gap chara. Bang bang bang. Bang 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 là bắn trái tim dành cho ban giám khảo ngày hôm nay. Tuần này các con rất là cố gắng, nỗ lực. Một tràng hô tay chúc mừng cho hai bạn nhỏ. Thank you.
chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiu, cánh cò trắng áo tha bay về đâu. Vẽ tranh về cánh đồng, có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cò, cò trắng sai cánh mây quanh cánh đồng xa. Cánh cò tiếng đàn tôi tính tang tang tinh ta, bài hát du em đến trường, bài hát du em một thời mộng mơ. Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thái Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên, chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ con là chính xác và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quãng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cái cuộc đời này, bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là từ trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi
phải phân tích cái gì ở các con mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy hài như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á. Cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc mà đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhầm đây, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai. Chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm. Bầu trời cao ánh sao hy vọng. Và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng. Cả thế giới như mở ra. Rồi cuốn trôi kỷ niệm
Quỳnh Anh. Trời ơi, dễ thương quá. Đúng thật, bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con. Không biết là cô Vân Trang, cô Vân Trang cảm xúc như thế nào, xin mời cô. Thật ra thì lúc mà cái follow chụp lên hai con á, cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm. Ngày xưa cô là bí thư đoàn trường, cuối năm đó thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân, đó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Hai đứa chơi với nhau rất là thân và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè. Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình, hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương. Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh. Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp, con giống như là ca sĩ. Mọi người vui lên, hát lên nào. Thì cô rất là thích cái đó. Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu, đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi, từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái cách biểu diễn của mình. Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm. Cho nên là cô nghe cái ca khúc này, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn đã thể hiện rất là tốt. Cảm ơn cô. Đức Vĩnh chủ động hơn chút. Dạ. Nhưng giọng cô này rất đẹp. Dạ, đó, cả hai hòa hợp với nhau trong từng tiết mục ở những vòng thi. Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? À? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà càng xem tụi con hát càng để ý kỹ tất cả những cái kỹ thuật của tụi con, thì cô càng phải nói là cô rất là khâm phục hai đứa con, Đức Vĩnh với Quỳnh Anh. Cô thật sự khâm phục hai đứa con. Bởi vì như cô Vân Trang biết, đây là cặp đôi mà rất rất là được khán giả biết tới, rất là hot trên mạng là hát dân ca. Ngay cả là đây cũng là quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên, cũng hát dân ca, hát đẹp từng nốt chữ, rất đẹp cả hai đứa con. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hát nhạc nhẹ, chuyện gì xảy ra với tụi con? Tụi con hát rất là thông minh. Cái thông minh ở chỗ, từ trong cái nhã chữ, từ trong cái làn hơi của mình, nắm bắt cái tinh thần của bài hát, các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường, giống như các con chưa từng hát dân ca. Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con trong cái cặp đôi vàng nhí này, luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con. Chúc mừng hai đứa con. Cô, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ca khúc này á, hồi xưa chú tuổi thơ chú dữ dội lắm. Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh hoạt đoàn này, rồi cắm trại, hội trại đó. Rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ. Rồi chú Nam hôm nay cũng thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Xù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi. Anh hỏi câu gì mà thường thì sợ. Có sao không? Cái đó chắc học sinh không có ai mà không có, đúng chính không? Chính xác. Nhưng mà quan trọng là cóp kiểu gì? Chị Trang, chị cóp kiểu gì? Chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa, bây giờ chị kể thử coi. Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó. Trời ơi. Mà cô Trang cũng rất là khôn, tại cây thước cây nó có bốn mặt không? Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi. Chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao? Thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình bỏ ra mình coi. Viết vô. Vậy là chị khác em rồi. Em là em lấy cây viết chì. Em viết lên trên này luôn, cây viết chì thì nó bóng bóng, mình phải nhìn theo hướng chiều ánh sáng thì mình mới thấy được. Cô mà nhìn xuống đâu có thấy đâu. Viết chì dưới bàn luôn, viết xong bôi. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi, còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ, cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, sao thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi, đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem á là thôi, những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi tự mình chậm lắm, tự tin. Cái mặt mình hết lên trời, vào mình không sợ thầy giám thị, mình không đúng sợ rồi cô luôn. Mà vào đúng bài nào cái là viết xong rồi ra sớm là oách. Đó cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào, coi như là một bí kíp nhỏ cho các con đúng không ạ? Còn với đó, cái bài hát này thì sao ạ? Thì hai con thì đã quá quen với lại hát dân ca rồi, rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi, nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa. Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con á là chỉ có tụi con thôi, tụi con phải khuấy động sân khấu thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào đó. Thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả và gọi là rất là sung nhảy và di chuyển, làm cho các cô chú đều nhún nhảy theo. Thì chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm bản thân mình để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình đến đâu. Nói chung là chúc mừng các con đã có một cái ca khúc rất là vui tươi, đúng lứa tuổi và rất là sôi động.
nó khác với mình thường ngày, nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao, đúng không? Rồi, tạm biệt hai con. Đổi gì tạm biệt. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Chúc mừng hai con. Bình tĩnh tụi con. Lâu lâu cái từ tạm biệt. Tạm biệt hôm nay thôi, rồi từ sau mình gặp lại nhau nha. Tụi này không có loại trừ gì, cười lên coi. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Làng tôi có cây đa cao ngất tầm dần, có sông sâu lờ lững vườn quanh êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che du bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng. Những than ôi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm súng nhìn quê tôi thơ mơ bao. Ngày về mơ trong bóng ngày về, trời mơ sương, quê tôi là bao muôn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Thank you.
này không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây kìa, còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Dễ thương quá. Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ, con sông là con trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò em thấy trăng còn trẻ, con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò em trăng nay đã già, trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi, tôi xin làm quan đời buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội, sao em đành vội, tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hai. Không có em đâu em này, không có cái chuyện đầu tiên và con sống đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cánh mai, dùng cánh sống hoa mai gầy, chim chóc hót trăng qua đời. Dễ thương. Trời ơi, cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú nghĩ không riêng gì chú Long Nhật, mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Dạ. Hai gương mặt sáng bừng, phía sau là ù rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông, con đò, biển nước, đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn. Cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi. Và một người bè trầm, một người bè cao hát lính cao tới nơi xuống nơi, cao đồ trường đồ đã đẹp hết. Và rất là rõ chữ luôn. Và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cổ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú. Chứ gì mà chú được bật mí, số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi. Đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này. Và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bèo quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái
cái vẻ đẹp của chất giọng của mình, đồng thời có bè, và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc cuối, đoạn đuổi, đoạn đuổi á. Đúng rồi, cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân, là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội, còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi, hòn đá lăn bên đồi, hôm nay còn trẻ cành mai, dùng con sông đầu mai gầy kia, chim trong hót trăng qua đời. Rất là hay cái chỗ đó, là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó, hát xong ca là phải hồn ai nấy giữ, cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay, tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang, mày nói tiếp, cái chỗ là Trang, mày nói tiếp là cái nhịp á. Đúng rồi, cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn cái đoạn Biết Đâu Nguồn Cội bên Ngọc Nhiên, sau một lát hai đứa đội qua vậy, mà đội qua đứa này hát đoàn của em này, con này là hát đoàn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mẹ một dép nào cả. Vô tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không, mà xin mời Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết, nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những cái hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp. Và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ, còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền. Nhớ không? Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được mà rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú mình sự tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này. Thêm sung túc
ngày tung tăng vui phá hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến cho tim mọi người. Chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Cảm ơn các bạn nhỏ, các con đã có một cái phần trình diễn mở màn rất là hay, đáng yêu, đúng không quý vị? Yeah. Trong không khí này, bên cạnh các con màu sắc rực rỡ thì ban giám khảo ngày hôm nay cũng rất là lung linh. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo ngày hôm nay. Thế cho chú Minh Xuân hỏi đây, ai dẫn đầu cái vụ mà hát hò rồi mở màn cái bài ngày Tết của em này, giơ tay cái coi. Trời đất ơi, quá có cô Đăng Trang với lại cô Tú My rồi em chú Tú Nam nữa hả? Em giơ theo, em thấy ai cũng giơ hết. Vậy là coi như là mọi người vui quá, các em vui theo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Minh Xuân nghĩ là để rộn rã hơn và các con sẽ có thêm tinh thần để chuẩn bị cho những tiết mục của mình đêm nay. Thì bây giờ mình đồng thanh cái chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chắc là phải hỏi chú Hòa Nhật Nam một tí xíu ạ. Quay trở lại với một tập tiếp theo trong không khí mùa xuân nữa chú. 27 Tết rồi, chú thấy như nào ạ? Hết sức là rộn ràng. Chắc chắn là tất cả những người dân Việt Nam đều sẽ mong chờ một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ai cũng sẽ nhớ về quê hương của mình. Đó là lý do mà tất cả các giám khảo hòa cùng với các bé trong một cái không gian ngập tràn sắc xuân ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Nào, vô trong đi, chuẩn bị cho những tiết mục tối đêm nay. Một tràng pháo tay cho các con. Trời đất ơi, thấy không, vui nhà, vui cửa, dễ sợ. Mà vui hơn hết là nay Tú My quay trở lại với chương trình nữa. Cơn gió nào đã mang em quay về với chương trình vậy em? Gió mùa xuân tới, cánh hồng tươi thơm trong nắng vàng. Trời đất ơi, gió mùa xuân cơn mang gió về mùa đúng xuân không? Đã mang em đến đây và một lần nữa vô cùng là háo hức và chờ đợi. Tú My có theo dõi các bạn quá giỏi luôn. Qua từng tập các bạn phải nói rằng lột xác và ngày càng chững chạc. Hôm nay là rất là nôn nóng. Chắc chắn sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Cô Đăng Trang ngày hôm nay chắc là đại diện cho cành mai hả cô hả? Rất là rực rỡ trong sắc vàng. Cảm xúc của cô như thế nào cô? Mỗi lần Tết tới là Trang thực sự thấy rất là bồi hồi. Không có cái ngày nào thiêng liêng hơn ngày Tết hết. Ngày Tết là ngày sum vầy, ngày đoàn viên. Nhất là khi mình lớn lên là mình đi làm tất bật. Ba mẹ rất là trông cái ngày Tết để được gặp các con, cả nhà cùng sum vầy bên cạnh nhau. Cho nên đối với bản thân Đăng Trang, ngày Tết vô cùng là ý nghĩa. Và vẫn được ba mẹ lì xì, vẫn được ôm ấp ba mẹ cùng với bốn anh chị em của Trang trong cái ngôi nhà tại Long Khánh. Wow, chị Trang thân mến, không biết là nhà của chị Trang thì như là khách đến cũng được lì xì đúng không chị? Nhắn cho em cái địa chỉ để Tết Nam kéo gia đình em tới ạ. Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ lì xì cho các em, đừng có lo. Nhưng mà nhà chị có cháu nè, có son nè, xíu chị, xíu em. Thôi, là mình cũng bận đúng không em? Mình gửi lời chúc cho nhau được rồi. Tới chắc chắn sẽ bị lỗ thôi. Thế bây giờ là em nghĩ là mình nên có một cái gì đó nó vui vẻ ngày xuân đi. 27 Tết thì là cũng cận Tết rồi. Sẽ có nhiều công việc mình phải chuẩn bị nhà cửa trang hoàng mọi thứ ha, nhưng mà bên cạnh đó cũng không quên những lời chúc Tết. Thế bây giờ mình làm thơ nhé, em sẽ mở hàng trước. Mừng xuân Canh Tí, chúc mọi người sẽ luôn luôn hoan hỷ em. Vui chơi không cần suy nghĩ đó. Trời ơi, tiền vô bạc tỷ, tiền ra rỉ rỉ, và chúc mọi người sẽ được vạn sự như ý.
Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và với những tà áo dài, Việt Nam của chúng ta sẽ giúp cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Và bây giờ ba chiếc cây nóng đang chờ đợi ban giám khảo, xin mời.